mang gì lên đấy? Thạch này, bánh này, đồ ăn này. Nếu ví dụ giá của thạch là 1.000 đi thì họ sẽ bán 2.000. Ừ. 1.000 tính công đi mua nữa. Ừ. Thế hôm nay là được lãi bao nhiêu tiền? Hôm nay là được lãi có 78.000. Trong 78.000 đấy thì bao nhiêu tiền gốc? Tiền gốc là thì gốc 39.000. Thế à? Thì lãi gần 40.000. Ừ. Chết rồi. Thế đi học này con không sợ bị cô giáo phạt à? Mà ai dạy con mang đồ lên lớp bán các bạn, mang đồ ăn lớp bán các bạn? Con tự biết cách, không phải con tự làm rồi. Thế có đông bạn mua không? Có, các bạn dí vào từ lúc cửa con mua. Thế con có tính nhầm không? Không, con ấy rất từng bạn một để con tính. Ừ. Được đấy nhỉ. Nhưng mà mẹ bảo con còn nhỏ con phải đi học, con không được buôn bán như thế. Con buôn bán giờ chơi với tuần này cô nó không mất cả lớp học nào chơi đâu. Không biết nên vui hay nên buồn.